Chào mừng các em đến với phương môn âm nhạc lớp 9. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta có những nội dung sau. Nhạc lý giới thiệu về quảng. Tập đọc nhạc dòng son trưởng, tập đọc nhạc số 1. Bài cây sáo, nhạc ba lan, đặc lời Hoàng Anh. Trước khi vào bài mới, cô mời các em khởi động vận động theo nhịp điệu. Động lực vượt qua sóng như đam mê luôn rực cháy. Trái đất tôi yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời. Cố ghi xe đi thật nhanh trong tình yêu, tinh thần luôn rạng ngời. Áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm, vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón mắt mơ dịu em, xoa bàn tay xoa sạch đi vì quần hạnh phúc khi đeo khẩu trang, quên buồn đau không được nghĩ tiêu cực, vì chúng ta là Việt Nam không ngại chi luôn bước đi, và vì chúng ta là Việt Nam yêu thương những tâm thân này. Ô vì ơi xin nhanh đi đi, chúng ta cùng vào phần nhạc lý. Ở tiết trước, cô dẫn các bạn nghiên cứu trước bài học. Vậy qua nghiên cứu ở sách giáo khoa, các bạn trả lời một số câu hỏi như sau. Quãng là gì? Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh. Âm thấp được gọi là gốc, âm cao được gọi là ngọn. Tên của quãng được căn cứ như thế nào? Tên của quãng căn cứ theo số bậc và số lượng cung của hai âm thanh. Em hãy nêu tính chất của quãng. Tính chất của quãng được định bởi số cung và nửa cung ở trong quãng. Chúng ta có các quãng cơ bản. Quãng 1 đúng 0 cung, quãng 2 thứ nửa cung, quãng 2 trưởng 1 cung, quãng 3 thứ 1,5 cung, quãng 3 trưởng 2 cung, quãng 4 đúng 2,5 cung, quãng 4 tăng 3 cung, quãng 5 giảm 3 cung, quãng 5 đúng 3,5 cung, quãng 6 thứ 4 cung, quãng 6 trưởng 4,5 cung. Các bạn quan sát ví dụ về quãng. Các bạn quan sát nốt mi fa do re re fa do fa. Qua quan sát hai ví dụ thì chúng ta rút ra nhận xét. Do re có một cung, tính chất khác với mi fa chỉ có nửa cung. Tính chất tạo cho người nghe một cảm giác nhất định. Vậy chúng ta có 5 tính chất: trường, lớn, vui, sáng, khỏe. Ngược lại với trường thì thứ, nhỏ, buồn, tối và yếu. Đúng là vừa, nghiêm, đúng mực. Tăng, quá lớn, vui, chói, ngang ngạnh. Và trái với tăng là giảm, là quá nhỏ, buồn, tối, ước án, ủy mị.
Chúng ta qua phần 2 tập đọc nhạc. Giọng son trường. Khái niệm của giọng son trường. Giọng son trường có âm chủ là nốt son, hoại biểu có dấu thăng tại nốt pha như sau. Đây là dấu thăng, mà dấu thăng này nằm ở vị trí nốt pha, cho nên người ta nói đây là gọi là pha thăng. Vậy đây là công thức cấu tạo của giọng son trường. Cô giới thiệu với cả em, đây là bản đồ hành chính nước Ba Lan. Đây là quốc huy Ba Lan. Và đây là cờ Ba Lan. Cô mời cả em quan sát tập độc nhạc số 1, bài cây sáo. Rồi chúng ta cùng rút ra nhận xét về bài tập độc nhạc. Bài tập độc nhạc số 1, giai điệu xây dựng trên giọng son trường. Sử dụng đủ 7 âm son, la, si, đô, rê, mi, pha thăng. Và bài tập độc nhạc gồm 4 câu hát với ở 2 âm hình tiết tấu giống nhau. Câu 1, câu 3, câu 2 giống câu 4. Bây giờ cô mời cả em nghe giai điệu bài tập độc nhạc số 1. Mời cả em cùng đọc nhạc. Cô mời cả em chúng ta đọc ứng tập độc nhạc và kết hợp ghép lời ca. Thank you.
Học xong phần nhạc lý và tập đọc nhạc số 1. Về nhà, các em tập đọc thành thạo bài tập đọc nhạc số 1. Hoàn thành các bài tập. Trình bày khái niệm về quảng. Xác định tên gọi và tính chất của quảng. Tìm các quảng 2, 3, 4, 5 trong bài tập đọc nhạc số 1. Chép bài tập đọc nhạc số 4 vào vở chép nhạc. Dòng son trưởng là gì? Viết dòng son trưởng lên khuôn nhạc. Cô yêu cầu cả em viết phần dàn dò này vào vở. Ngay từ đầu vào bài học, cô muốn các em khởi động vận động theo nhịp điệu, và qua cái nhịp điệu của chúng ta đã vận động thì cô muốn gửi gắm đến các em một thông điệp, đó là hãy ở nhà là thể hiện yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Như vậy thì chúng ta cũng đã thực hiện và làm đúng theo 5 điều Bác Hồ dạy. Bài học đến đây cả đã kết thúc. Cô chúc các bạn học tốt, làm đầy đủ các bài tập và các môn. Cô xin chào tạm biệt các em. Hẹn các em vào tiết học tuần sau.